Cháu tên là gì nhỉ? Tên Phạm Văn Phương. Quê quán đi. Quê ở Nam Định ạ. Không bị bệnh từ bao giờ? Bị từ năm 2016 ạ. À, 2006 ấy? 16 ạ. À, ừ, 16. Thế thì em đã chữa đâu rồi? Đi ra bệnh viện Châm Cứu Trung ương ạ. Ừ, mấy tháng? Một tháng ạ. Có thấy đỡ không? Nói chung là nó chỉ bị hết cái tê rồi. Hết tê chân rồi. Ừ, chân bây giờ là hết tê. Không, nghĩ là nó hết thì thời gian xong rồi nó đỡ thôi, chứ không phải là nó hết hẳn. Ờ, thế người ta có vật lý trị liệu cho không? Bên đấy chỉ châm kim. Một tháng à? Vâng ạ. Thế là Phạm Văn Phương đúng không? Dạ vâng ạ. 21 tuổi. Cháu có vợ chưa? Cháu chưa. Úi giời. Nhìn nó nghe người cũng hay lầy. Theo như kết quả của cái cộng hưởng từ thì đường cong sinh lý của con là trung tâm nó cong các cái thân đồ cuộc sống. Cháu bị phình đĩa đệm, em là 3, em là 4, em là 5 và em 1. Thì kết luận của chuyên khoa trung ương thì người ta cho là cháu là thoái hóa đốt cột sống này, đĩa đệm cột sống thắt lưng này, thoát vị hạ sốt. Cứ tạm thời về đây bác chữa cho một thời gian đúng không? Vâng ạ.